Rồi chào anh em nha, lên cho anh em hai cục IC Sibo 21D10 made in Japan, hàng zin đóng xe nước ngoài về, chưa sử dụng tại Việt Nam nha. Con này là 21D10 thì nó sẽ sử dụng đúng trong những cái con xe Sibo 120 đời 97-98 nha anh em. Đó. Lửa cực kỳ phơi và cực kỳ mạnh ha. Đây mình bán toàn bộ là IC zin tháo xe, chưa móc mổ, chưa mổ xẻ. Hàng rã xe nước ngoài về ha. Đó, mình bao với anh em hàng rã xe nước ngoài về, chưa sử dụng tại Việt Nam. Đây. Tem bọng là nguyên zin hết, chưa móc mổ mà xẻ gì hết nha anh em. Đó, chưa vệ sinh luôn. Một cục IC 21D10 này bán giá là 1 triệu một cục nha anh em. Anh em về gắn vô tất cả các dòng Sibo 120 là ok hết nha anh em. Đó. IC zin đẹp không lỗi ha. Đó. À, IC D10 nói chung là nó cũng khá hiếm nha anh em. Nó khá hiếm. D11, D12 rồi kia anh em mới dễ kiếm, nhưng D10 nó cái lượng IC mà D10 nó hiếm. Đó, anh em cần thì cứ alo em nha. Em có hai cục. Mỗi cục này em bán giá 1 triệu một cục nha anh em.